Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hôm nay giới thiệu và quảng cáo thực tế cho các bác về cái môn keo bẫy cò nhá. Keo bẫy cò này. Quay gần đây. Đây các bác nhá. Đây là trong cái quá trình anh em đang đóng gói vào nọ cho các bác gửi đi cho khách hàng này á. Mỗi một nọ nhá. Các bác lưu ý này. Shop bán đơn vị thấp nhất là một nọ như này là 1 kg. Nhá, 1 kg. Thì sẽ là 300.000 bao ship về đến nhà cho các bác nhé. Các bác lưu ý là cái này là 1 cân này thì tiền cước phí nó khá là cao. Thì shop bán cái đơn vị thấp nhất là 1 cân. Các keo này là cái keo gọi là keo công nghiệp. Keo công nghiệp, keo siêu dính. Đây. Thực tế này các bác nhá. Các bác mua về ấy, trước khi đậu vào keo ấy thì các bác rửa tay vào cái nước xà phòng để cho nó không bị dính tay nhá. Đây. Anh cắt cho em cái này. Đây các bác này, keo này là keo công nghiệp, người ta đã nấu sẵn rồi. Về các bác chỉ việc dùng, không cần phải nhào, không cần phải pha chế bất cứ một cái gì hết nhá. Đây, keo này dùng cho anh em bẫy cò, bẫy vạc nhá. Keo này là keo siêu dính, siêu bền. Các bác dùng cái gì tốt thì rất là bền, cả mùa luôn. Đây, trong suốt nhá các bác nhá. Hàng chuẩn 1 cân 1, bán cho các bác chơi Văn Nghệ nhá. Thế còn các bác mua keo này thì có nhu cầu mua thêm que cuốn nhựa nhá. Thì bây giờ shop giới thiệu với các bác cái que bằng nhựa nhé. Quay gần đây. Que bằng nhựa này. Cái que này ấy, thì shop đang bán là 100.000 cho 100 que. Que này là bằng chất liệu là nhựa, gọi là nhựa thủy tinh ấy, cực kỳ là dai nhá. Thế còn cái số đo của nó này là nó là 2.5 ly đấy, 2.5 ly. Đây các bác nhìn này. Nó đạt độ dẻo rất là tốt nhá. Không gãy. Các bác cuốn này cũng không mà gãy. Độ dẻo rất là tốt này. Đấy. Cái que này được cắt là khoảng 51 đến 52 phân. Nói chung là hơn 50 phân đấy. Và một đầu ấy là có mài nhọn cho các bác. Có mài nhọn cho các bác. Giúp các bác cắm mọi địa hình nhá, cắm mọi địa hình. Còn phía trên này các bác về các bác cuốn keo vào. Đấy, cuốn keo nằm phía trên này. Đấy nhá. Cái này độ dẻo cực là tốt. Đây. Bây giờ ấy, cái hàng que tre thì nó vót hơi lâu. Thì bác nào mà có nhu cầu chơi que tre thì cần phải đặt shop. Thì shop mới đặt thợ vót nhá. Chứ còn không anh em bình thường là cái chơi que nhựa này là nó tiện lợi này. Nó độ bền nó cao nhá, dùng rất là thích nhá. Mà giá thì nó lại mềm hơn. 100.000 cho 100 que. Đã bao ship đi toàn quốc. Các bác mua 100 que là 100.000. Đấy, bán đơn vị thấp nhất là 100 que cho các bác như vậy nhá. À, hàng này là hàng rất là dẻo. Đấy. Cái này thì nó là màu trắng như này. Thế còn các bác về mà các bác muốn đạt được cái độ ngụy trang tốt hơn ấy thì các bác có thể là sơn. Nhá các bạn, sơn thành màu xanh. Sơn thì nó đơn giản thôi, làm nọ sơn dầu 5-10.000 thôi là về các bác sơn cả bao nhiêu trong que rồi nhá. Đấy. Thì bây giờ các bác mà mua que cuốn keo bên shop cung cấp sẽ là que bằng nhựa như thế này. Nhá, que bằng nhựa. Dai siêu bền nhá. Đây, que bằng nhựa này. Thế còn các bác nào mà có nhu cầu muốn đặt que tre riêng thì vui lòng đặt trước shop. Shop sẽ liên hệ với lại thợ để họ vót nhá. Que tre thì nó vót hơi lâu, giá thành nó cao hơn. Còn cái này thì nó nhanh. Đây là trong cái quá trình anh em đang cắt từ cái bó dài ra từng đoạn ngắn một. Thế cái quy cách chuẩn ấy nó là 50 phân. Rất là đẹp. Thưa con em. Dạ. Nó sau chính. Quy cách chuẩn ấy là 50 phân. Thì đây mình cứ bảo anh em thợ là cắt dư ra lấy 1-2 phân nữa. Đây 52 phân này, 51 phân 5 này nhá, cho nó thoải mái. Thế còn anh em nào mà có nhu cầu cần cái loại mà cao tới 60 70 thì anh em sẽ đặt riêng nhá, đặt riêng. Shop sẽ cắt cho anh em theo kích cỡ theo yêu cầu nhá. Thế còn kích cỡ chuẩn của nó là 50 phân hơn. À. Là cái cắt này 51 phần rưỡi này. Sờ thế dính nhau. Mài nhọn một đầu này. Nha, đã mài nhọn sẵn một đầu cho anh em nhé. Đây là cái bó nguyên này. Ví dụ như bó này là phải là hơn 100 que. Nó nhỏ này hơn rất là số lượng rất là nhiều. Đấy. Hơn 100 que này. Mài nhọn một đầu. Nha. Dùng cái này thì là tiện lợi, sạch sẽ, gọn gàng. Cái này nó rất là trơn. Thì khi các bác mà có tuốt keo ra nó cũng dễ dàng nhé. Đây. Đây, độ dẻo cực kỳ là tốt rồi.
Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Keo mấy cò, keo mấy vạc, đơn vị bán cho các bác chơi văn nghệ ít nhất là một lọ là 1 kg. Thế còn các bác nào mà có nhu cầu mua sỉ bẫy nhiều, 2-3 anh em chung nhau thì mua luôn cả thùng thì sẽ có cái giá ưu đãi hơn, giá chiết khấu tốt hơn cho các bác nhá. Mọi thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop nhá. Shop Tân Ánh này, Ngọc Ánh, đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Các bác gọi số này không được, các bác gọi số khác. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá.